Con có muốn bỏ ta hay không? Con không ạ. Tại sao con không bỏ ta? Con theo Chúa thì Chúa ban cho con gia đình con được nhiều ơn lắm. Con không bao giờ con bỏ Chúa. Rồi con được ơn gì lên đây con kể cho mọi người nghe đi. Ngát ơi là ngát. Dạ, thưa cha và kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Ngát, con ở dạ, hóa ra giáo họ Đồng Trực, giáo xứ Tân Mỹ, giáo phận Thái Bình, con ở ngoài Bắc. Con năm nay con 47 tuổi, con có hai cháu, cháu lớn là cháu năm nay. Rồi con được ơn gì kể nghe. Dạ, cháu năm lớn là cháu 28 tuổi. Thế cháu nhiều ơn lắm, làm con nghĩ là Chúa nâng đỡ cháu từ lúc cháu còn trong trứng nước ấy, con lúc ấy đi nhà con. Thôi bây giờ kể chuyện mới nhất đi, còn chuyện thì nó không có thời giờ. Dĩ nhiên, rất là đúng lắm. Cháu nhận được rất nhiều ơn từ trong trứng nước, rất đúng. Mỗi người chúng ta đều được những ơn từ trong trứng nước. Ơn mới nhất lòng thương cho Chúa dành cho cháu là ơn nào? Dạ, cháu thì cháu 28 tuổi nhưng mà cháu bị nghiện ma túy đến 10 năm nay rồi. Thế nhưng con cũng cố gắng, con cứ nài xin Chúa, con chỉ có xin khấn. Thế xin khấn thì con có đứa cháu nó ở trong nhà, nó ở trong trước thì ở Vũng Tàu nhưng mà giờ cháu ở nhà bè. Thế là cháu cứ đi nãy ở đây thì cháu lại điện về cho con là cô con xin khấn cho em rồi đấy. Thì cô cố gắng mà hợp một ý mà cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Thế là con cũng xin được số điện thoại của cha, thế là con nhắn tin cho cha. Thì cha có trả lời là con cứ an tâm cầu nguyện, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con xin khấn nhưng mà con không nói gì với cháu. Thế xong đến từ tháng trước, thế là đến tháng sau thì cháu nó lại tự dưng nó nói với con là mẹ ơi, con được ông bà Lào cứu con ấy. Thế xong con lại bảo là thế làm sao, con làm sao thì nó bảo là con giờ bạn bè nó có cho con không hút được nữa, con hút vào nó đau đầu lắm. Thế là con bảo thôi con ơi, con được ơn đấy, Chúa cứu con chứ chẳng ai cứu được con cả. Mà thuốc trần gian thì con chữa nhiều lắm, bỏ ra con bỏ bao nhiêu tiền để chữa cho cháu nhưng mà cháu chỉ bỏ được một thời gian thì cháu lại quay lại nghiện. Thế nên giờ con đến con được ơn này, con đến con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu. Thế nên xin cha. Giờ mới tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Ta thấy ông cho dù mà nó có bỏ Chúa để nó chạy theo ma túy bao nhiêu năm trời. 10 năm trời, chị em thấy không? 10 năm trời, nhưng mà Chúa đâu có bỏ nó đâu. Vì thế Chúa mới hỏi với mỗi người chúng ta, còn con có muốn bỏ thầy không? Nhiều người đã bỏ, đây là chàng thanh niên, con của bà này đã bỏ Chúa 10 năm. Mà Chúa không có bỏ, Chúa kêu mời và Chúa cứu cho bằng được. Và lòng thương xót Chúa ở đây, con người ta đến cầu nguyện, đến khẩn nài. Mặc dù chị khấn, nó vẫn không biết mà vẫn Chúa vẫn cứu, vì lòng tin của người mẹ, vì lòng tin của cộng đoàn, vì lời cầu nguyện của cộng đoàn, với những hy sinh của anh chị em mỗi ngày trong lời cầu nguyện, trong việc bác ái, trong hy sinh, đó là những của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Để Chúa kéo ơn Chúa xuống cho những người mặc dù người ta chưa biết nhưng Chúa vẫn ban ơn, như là cái người thanh niên này được ơn trở về sau 10 năm bỏ Chúa chạy theo ma túy. Cháu đau nhức đi lắm. Dạ, cháu có đấy ạ. Chắc nó ngồi ở chỗ nào đấy chăng? Cháu là Nguyễn Văn Hệ đấy ạ. Ngồi đâu con ơi? Ngồi chỗ nào không biết. Con à? Con nên đi con ơi. Hệ ơi, con ngồi ở đâu? Nên cha đi con. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay ủng hộ Hệ đi. Tại vì không có dễ gì mà có thể lên đây đứng được đâu. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa cho người anh em ấy. Và đấy là một trong muôn vàn người anh em đã đến đây. Tôi gặp sáng bây giờ ít nhất ba người anh em đến thư cha. Cuối đầu cha cầu nguyện cho con đang dính ma túy, con quyết tâm đến đây con cai. Đứa thì 3 năm, đứa thì 5 năm, đứa thì 15 năm. Không có ngần ngại gì mà chạy đến. Cha, con muốn xin tội, cha, con muốn quay trở về, con muốn bỏ ma túy, con muốn bỏ hàng đá, con muốn bỏ mọi thói ăn chơi. Sướng lắm thưa anh chị em, những người mà đã bỏ Chúa, những người mà Chúa bảo con có bỏ Chúa không, nó đã bỏ Chúa, mà hôm nay nó quay trở lại. Nó cũng nói được như là Phêrô rằng, bỏ ngài con biết theo ai.
đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Bỏ ngày con biết theo ai bây giờ? Trai gửi cho hệ cái máy 500 bài giảng, nó nghe chưa con? Con cũng xin ở mua của ông Trùm, hỏi con được hai cái, nhưng mà con đi bán hàng ở ngoài Quảng Ninh thì đọc người bên Nương xin con thôi, nhưng mà con lại cho hết rồi. Thì nãy hôm qua thì con đến thì hôm qua thì con cũng mua mấy cái rồi, mà nhiều người ở Quảng Ninh thì đọc người bên Nương, người thì mù, người thì chồng cũng nghiện. Thế là thấy con như vậy thì cứ bảo lần này mày đi thì mày cố gắng phải xin cho tao nhé, là mày nếu mà mày còn không xin được máy thì về cho tao là tao không mua lận cho mày nữa đâu. Vậy cho máy để có lợn. Rồi cho tặng cho hệ nhé. Rồi chúc lành cho con. Rồi mời con. Còn con